chào các bạn nha. Hôm nay mình kiếm rất nhiều xe này các bạn ơi. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ test thử thêm những xe này chạy nhanh nha các bạn, tốc độ nhanh luôn nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ test nha. Wow. Bây giờ mình test xe nào ra. Đây. Đây là một chiếc xe cũ này các bạn. Bản số xe số 24 nha các bạn. Rồi xem thử tốc độ xe này chạy tốt không. Wow, bánh ga tốt nha các bạn. Quá dữ. Wow, đây là một chiếc xe vậy đây các bạn. Đây. Wow, chiếc xe đổ đất này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy được không nha. Wow, chiếc xe đổ đất này chạy yếu quá, thua chiếc xe bốn chỗ kia vô nha các bạn. Wow, đây là một chiếc xe bản số xe số 99 này các bạn ơi. Wow, xe đây là xe 7 chỗ này các bạn, hình caro trắng đen nha các bạn. Wow, xe chạy mạnh ghê các bạn ơi. Tiếp tục, đây mình sẽ lấy một chiếc xe. Xe đây là xe mì cam, hư bánh rồi. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe mèo tím này các bạn ơi. Wow, quá dữ, xe này còn chạy tốt nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, xe mèo tím chạy ngon các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Rồi, mình sẽ lấy một chiếc xe. Đây là một chiếc xe 4 chỗ này các bạn, xe đua này các bạn. Wow, quá dữ luôn. Wow, lạc bánh luôn rồi các bạn. Quá đã luôn. Rồi, tiếp tục. Đây. Xe Racing Spec nha các bạn. Xe đây là một chiếc xe 7-4 chỗ này các bạn ơi. Wow, khá mạnh. 1, 2, 3. Chặt chỗ rồi. Rớt xuống dưới đây luôn bạn. Tầm trúng xe chữa đất luôn này các bạn ơi. Tiếp tục mình có một chiếc xe gì đây. Wow, xe đây là xe chữa động vật này các bạn ơi. Con này là khỉ nè, con hổ nè, với là con voi nè các bạn. Wow, quá dữ. 1, 2, 3. Wow, lật xe luôn rồi các bạn. Tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe đây. Đây là một chiếc xe 7 chỗ màu vàng này các bạn. Wow, lật luôn rồi các bạn ơi. Đây. Mình có thêm 2 xe 3 xe. Mình có thêm một chiếc xe trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy test thử luôn nha. Wow, rớt rồi. Đây một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Xe trộn bê tông. Wow, quá dữ luôn. 2, 3. Wow, xe trộn bê tông đi xa ghê các bạn ơi. Chạy lúc qua kia luôn rồi. Rồi, tiếp tục. Mình có xe đây các bạn. Đây là một chiếc xe bản số xe số 911 này các bạn ơi. 911 nha các bạn. Wow, chiếc xe màu đỏ. Rồi, tốc độ luôn. Wow. Tông trúng xe đổ đất màu vàng kia đấng liên luôn rồi các bạn. Đây. Wow, mình có một chiếc xe bán tải hình quân đội này các bạn ơi. Đây có ngôi sao này các bạn. Wow, xe bán tải chạy mạnh lắm nha các bạn ơi. Wow, quá dữ. Wow, lật luôn rồi. Xe bán tải lật luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Đây mình có. Wow, các bạn, đây mình có một chiếc xe. Một chiếc xe đưa công nhân chữa cháy lên cao chữa cháy luôn nha các bạn. Đó. Một chiếc xe đưa công nhân nha. Wow, quá tuyệt vời. Wow, mới chạy có khúc lật luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Đây mình có xe gì đây ta. Đây là một chiếc xe bé này các bạn ơi. Xe biết đưa xe đến trường này các bạn. Bản số xe số 23 nha các bạn. Quá chả. Rồi, tốc độ. Wow, lật luôn rồi các bạn ơi. Rồi. Đây, mình sẽ lấy một chiếc xe. Xe hình con cá này các bạn ơi. Đó, bạn thấy hình con cá đã chưa. Rồi. Tốc độ.
Cá rớt đầu luôn rồi các bạn. Rồi con cá chạy yếu quá. Có chiếc nào chạy mạnh hơn không ta? Đây, mình sẽ lấy hai chiếc xe 7 chỗ này nha. Wow, hai chiếc xe 7 chỗ này xem được test thử mạnh không nha. 1, 2, 3. Wow, xe 7 chỗ kia tầm trúng chiếc xe chở đất luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Rồi đây mình có xe thủng bê tông này các bạn. Wow, xe thủng bê tông này. Wow, xe thủng bê tông tầm trúng xe chở đất màu vàng luôn. Quá dữ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình có một chiếc xe buýt này các bạn ơi. Chiếc xe buýt nha các bạn. Chiếc xe buýt màu vàng tốc độ. Wow, tới đó bị mắc kẹt luôn rồi, không lên được nữa luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe bán tải màu đỏ đây. Xe này có cái thang này các bạn thấy chưa. Xe bán tải màu đỏ tốc độ mạnh luôn nha. Wow, tâm trúng xe tụng mấy tâm. Dây ra ngoài xeo luôn. Quá dữ. Ơi, đây. Tiếp tục, đây là một chiếc Ranger. Rồi, new nha các bạn. Vô tốc độ. Wow, quá dữ. Đi trật đường rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Đây, mình lấy xe. Một chiếc xe. Hai chiếc xe 7 chỗ luôn nha các bạn. Hai chiếc xe 7 chỗ luôn. Đây luôn, cũng đây một lúc luôn. 1, 2, 3. Wow, trật đường rồi. Tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe bản số xe số 45 này các bạn. Bản số xe số 45. Rồi, tốc độ. Wow, vẫn trật đường nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Wow, đây là một chiếc xe hình caro này các bạn. Wow, tông trúng xe con kia lật luôn rồi các bạn. Ghê chưa? Quá dữ luôn rồi. Rồi tiếp tục. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe ba chiếc luôn. 1 nè, 2 nè, 3 nè các bạn. Mình sẽ chạy tốc độ thêm. Wow, chiếc xe màu đỏ nhỏ chạy khá mạnh luôn nha các bạn. Mạnh hơn những chiếc xe khác luôn. Rồi, ok. Đây. Rồi, một chiếc xe bản số xe số 33 này các bạn. Tiếp tục một chiếc xe bản số xe số 911 nha. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe con khủng long này các bạn. Wow, quá dữ. Rồi, tiếp tục lên đường. 1 2 3. Wow, lật luôn. Wow, xe đây lật luôn này các bạn. Wow, xe đây chưa chạy này các bạn. Xe màu đỏ. Wow, tới đó ngưng rồi các bạn ơi. Tiếp theo nha. Tiếp theo mình có xe một con xe một khoảng số xe 110. Và một con xe đua đây. Quá dữ. Thôi hai chiếc chạy chung luôn nha. Đây. 1, 2, 3. Wow, chiếc này tấn chạy mạnh quá. Chiếc xe đua. Wow, bị chiếc xe đua này bị con cá cản đường này nè các bạn ơi. Quá dữ luôn rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc xe bán tải đi. Một chiếc xe bán tải bản số xe số 67 này. Tiếp theo là một số 06. Không xéo nha các bạn. Đây là một chiếc xe đua. Một chiếc xe 7 chỗ xin lỗi. Rồi, chiếc xe bán tải rồi, đua xe thôi. 1, 2, 3. Wow, chưa tới đích luôn đã lật hết trơn rồi các bạn ơi. Rồi, quá nhiều xe rồi.